Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử ca sĩ Lâm Trấn Khang. Ca sĩ Lâm Trấn Khang có tên thật là Bùi Thái Châu, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1985 ở Cần Thơ. Anh sinh ra trong một gia đình có cha mẹ làm nghề bán xăng. Lâm Trấn Khang có tuổi thơ thích ăn chơi và quậy phá, được gia đình hướng theo ngành y, nhưng do thi trượt đại học, anh đã bỏ nhà ra đi làm phục vụ ở nhà hàng. Sau những năm tháng sống cùng gia đình, năm 18 tuổi, anh chàng quyết định xin ba mẹ lên Sài Gòn để học nghề. Nhưng thật sự không phải như vậy. Thời điểm vừa lên Sài Gòn, chàng thanh niên cùng 6 người bạn sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ ở quận 10. Mỗi ngày, nếu không đủ tiền góp 60.000 đồng, có nghĩa là đêm đó anh không dám quay về nhà. Với lời hứa học nghề năm xưa cũng được thay bằng những màn tụ tập, quậy phá. Thậm chí, từng có thời gian nam ca sĩ nổi danh ở khu vực quận 10 vì những thói vui chơi đình đám của mình. Nhìn lại quá khứ không mấy tốt đẹp khi ấy, anh cũng tỏ ra ngại ngùng và thấy có lỗi với bố mẹ mình. May mắn thay, nam nghệ sĩ cũng không chìm vào trong những bồng bột của tuổi trẻ quá lâu, đến mức không thể quay lại. Anh đã thức tỉnh và nhận ra rằng mình đang làm gì, mình đã làm được gì trong suốt quãng thời gian vừa qua hay chỉ là phung phí vô nghĩa. Và cuối cùng, anh cũng dũng cảm vứt bỏ lại quá khứ đen tối để xây dựng lại tương lai như ngày hôm nay. Nam ca sĩ có niềm đam mê với ca hát, chính vì thế, sau các cuộc vui chơi, anh đã bắt đầu bén duyên với lĩnh vực này. Lúc ấy, trong tay không có tiền, nên anh đã lấy nhạc có sẵn để tự đi thu âm. Vào năm 2007, Lâm Trấn Khang theo học âm nhạc tại trường âm nhạc Nguyễn Du. Năm 2008, Lâm Trấn Khang bước vào con đường ca nhạc chuyên nghiệp qua Men V, Người Ta Nói Tôi Là Người Thế Thân. Sau đó, anh được một ông bầu ở Tây Ninh thuê đi hát ở hội chợ các tỉnh. Tên tuổi của anh bắt đầu nổi tiếng từ đây. Năm 2012, Lâm Trấn Khang thành lập kênh YouTube Khang Profim, chuyên đăng tải các video ca nhạc. Năm 2014, anh cho phát hành series phim ca nhạc Người Trong Giang Hồ, mở màn với Men V, Thời Niên Thiếu của Trần Hạo Nam. Năm 2016, anh ra mắt phim ca nhạc Cái Xác Không Hồn. Vào năm 2018, Lâm Trấn Khang trở thành ca sĩ Việt Nam thứ hai sau ca sĩ Sơn Tùng Men TV giành nút vàng của YouTube. Cuối năm 2018, video ca nhạc Người Trong Giang Hồ phần 6 của anh lọt vào top 10 video ca nhạc nổi bật nhất thế giới, trở thành video đầu tiên của Việt Nam lọt vào top bảng xếp hạng này. Vốn dĩ nổi tiếng như thế, nhưng nam ca sĩ không như những ngôi sao khác, không những không kiêu căng, bệnh ngôi sao, mà anh chàng còn gần gũi, hài ước với mọi người, đặc biệt là với bà con và các em nhỏ trong các đêm hội chợ ở miền Tây. Về chuyện tình cảm, vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, nam ca sĩ gây xôn xao dư luận khi thực hiện màn cầu hôn người yêu lâu năm là Kim Jun Si. Cô tên thật là Trần Thị Thùy Dung, mang hai dòng máu Việt Hàn. Cô có vẻ ngoài thanh tú với làn da trắng và đường nét hài hòa. Ngoài làm diễn viên và ca sĩ hay có mặt trong các sản phẩm của ca sĩ Lâm Trấn Khang, Kim Jun Si còn có cho mình một thương hiệu thời trang, mỹ phẩm riêng. Nam ca sĩ đã cầu hôn người yêu bằng nhẫn kim cương kèm với một chiếc xế hộp khủng. Trên trang cá nhân của mình, giọng ca miền Tây chia sẻ hình ảnh tình tứ của cả hai kèm theo dòng trạng thái: giờ em đã chính thức là vợ của anh, yêu em mãi mãi. Được biết, cả hai bên nhau thời gian khá dài với hơn 17 năm, một con số không dễ dàng gì có được trong mối quan hệ tình cảm ở showbiz hiện nay. Kim Jun Si và Lâm Trấn Khang cũng đã có chung hai người con trai ngoan ngoãn trước khi tiến tới hôn nhân chính thức. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2019, cặp đôi đã công khai bộ ảnh cưới với tông màu đen trắng vô cùng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và đẹp đẽ. Đồng thời cũng tiết lộ thời gian diễn ra hôn lễ là vào ngày 9 tháng 9 năm 2019. Hiện giờ, cả hai đều đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, cùng hỗ trợ nhau trong công việc và chăm sóc con cái. Trên trang cá nhân, cô luôn công khai hình ảnh vui vẻ và hạnh phúc của hai vợ chồng và họ thường dành tặng nhau những lời lẽ ngọt ngào và chân thành. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.